11. Bảy thức ăn SATAN dùng để ngăn chặn cơ đốc nhân cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa. Phần 4. Bài số 11. Lời chứng kỹ cô of -E -E OGRANGER. -E, phần 4. Bảy thức ăn SATAN dùng để ngăn chặn cơ đốc nhân cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa. Đây là điều đã được tiên tri Joel nói trong Joel 2 giờ 28 phút trong những ngày sau cùng. Đức Chúa trời phán, Ta sẽ đổ thần Ta trên mọi người con trai và con gái của bạn sẽ nói tiên tri. Những người đàn ông trẻ tuổi của bạn sẽ nhìn thấy những khải tượng. Những người già của bạn sẽ mơ những giấc mơ. Nếu bạn có một người bạn đang làm nghề phù thủy, anh ấy sẽ luôn mời bạn thức ăn để khiến bạn nặng lòng trong lời cầu nguyện. Nếu bạn có một người bạn là phù thủy, bạn sẽ thấy rằng anh ấy sẽ luôn đưa thức ăn cho bạn. Điều này là để bóp nghẹt bạn. Đây là một loại thực phẩm bị mê hoặc mục đích của thực phẩm này là làm cho bạn nặng nề và bạn sẽ không thể cầu nguyện vì nếu bạn duy trì đời sống cầu nguyện chuyên tâm bạn sẽ thấy những khải tượng những giấc mơ và những điều mặc khải kết quả là bạn sẽ phát hiện ra danh tính của anh ta và để ngăn trở bạn khám phá ra thuật phù thủy của hắn hắn sẽ cung cấp cho bạn thức ăn bị mê hoặc để chặn tai mắt tâm linh của bạn khi một tín đồ đạo đấng crick kết hôn với một phụ nữ là phù thủy anh ta sẽ ăn thức ăn làm mù tâm linh mình để không phát hiện ra danh tính của cô ấy. Vì những phù thủy này rất sợ tai mắt tâm linh của các tín đồ. Thức ăn là một vũ khí được sử dụng bởi các phù thủy để ngăn chặn con cái của chúa nhìn thấy danh tính của họ. Bạn yêu quý, chúng ta phải cầu nguyện cho thực phẩm trong chợ và siêu thị hầu hết là thịt người, ngay cả rau cũng có thể là thịt người. Nước trái cây bạn uống có thể là máu người, ngay cả khi nó không phải là nước trái cây màu đỏ do đó chúng ta phải cầu nguyện tôi muốn cảnh báo các bà mẹ ở đây khi bạn nấu thức ăn mà bạn định ăn trong hai ngày bạn phải cầu nguyện cho món ăn đó ngay cả vào ngày hôm sau một người mẹ nói với tôi khi tôi nấu ăn tôi cầu nguyện cho thức ăn trong chảo tôi nói nhưng sự thật là khi chúng ta ngủ có những linh hồn ô uế đến thăm nhà và làm ô nhiễm thức ăn của chúng ta vì vậy, bất cứ khi nào bạn ngồi để ăn, hãy nhớ cầu nguyện cho thức ăn đó, ngay cả khi bạn đã cầu nguyện cho nó vào ngày hôm trước. Chúa nói với tôi, kẻ thù đã đặt một tấm màn trên đầu con cái ta, che mắt và tai chúng, để chúng không thấy và nghe tiếng ta. Nhưng ta sắp vén tấm màn ngăn các con ta có tầm nhìn, ước mơ và mặt khải. Nhiều đứa con của ta không có ước mơ và khám phá. Kẻ thù làm cho chúng nhắm mắt bịt tai và chúa đã tiết lộ cho tôi một trong những công cụ mà kẻ thù đang sử dụng để làm mù con cái của ngài ngăn chúng nghe thấy tiếng của ngài dụng cụ ma quỷ này đang bóp nghẹt con cái chúa ngăn họ nghe tiếng chúa hôm nay tôi sẽ tiết lộ và nói về công cụ mà satan sử dụng để bóp nghẹt làm mù và che mắt con cái của đức chúa trời tôi sẽ nói về thực phẩm trên thế giới và sự hủy diệt mà chúa đã tiết lộ về công trình này trong cuộc đời tôi tất cả bắt đầu vào một ngày vào buổi sáng khi tôi thức dậy tôi nghe chúa nói với tôi hỡi con gái của ta trong những ngày này bất cứ khi nào con muốn ăn một thứ gì đó con phải chắc chắn rằng con đã cầu nguyện và bạn phải chắc chắn để tiêu diệt bất cứ điều gì kẻ thù đã gieo vào thực phẩm đó trong tên của tôi nếu không thức ăn đó sẽ ảnh hưởng đến bạn và nó sẽ bị mắc kẹt trong cổ họng của bạn tôi rất ngạc nhiên khi chúa nói với tôi như vậy tôi tự hỏi điều đó sẽ bị mắc kẹt trong cổ họng của tôi là gì những ngày sau đó tôi quên mất lời dạy của chúa tôi đang ăn thì tôi nhận ra rằng tôi đã không cầu nguyện và tôi đã thất bại trong việc tiêu diệt ảnh hưởng của ma quỷ đối với thức ăn mà tôi đã ăn vào dịp sau tôi nhớ cầu nguyện cám tạ ơn chúa để có được thức ăn và công bố phá hủy các công trình của kẻ thù trên thức ăn đó và sau đó nó đã trở thành một thói quen khi tôi đến nhà thờ ngay trong tuần đó, tôi rất ngạc nhiên khi nghe mục sư giảng và nói, "Tôi muốn chúng ta noi gương của Chúa. Anh ta chỉ cảm ơn Chúa trước khi lấy thức ăn của Ngài. Anh ta không bao giờ đuổi ma quỷ hay tiêu diệt sức mạnh của kẻ thù trước khi ăn. Ông ấy chỉ làm một lời cầu nguyện tạ ơn." Mục sư nói, "Khi bạn sắp ăn, bạn chỉ cần làm một lời cầu nguyện tạ ơn. Bạn không cần phải công bố quyền gì khi bạn muốn ăn." tôi choáng váng khi nghe những lời này từ người đàn ông của đức chúa trời chúa chỉ dạy tôi phải phá hủy bất cứ thứ gì kẻ thù đã gieo vào trong thức ăn bất cứ khi nào tôi sắp ăn tại sao lời của mục sư lại mâu thuẫn với lời dạy của chúa tôi đang đến thăm một người bạn đã mời tôi đến dự một lễ kỷ niệm nhưng khi âm nhạc thế giới sắp bắt đầu tôi quyết định trở về nhà tôi không thể ở đó mà nghe nhạc tục tiểu của thế gian bạn ấy nói với tôi tôi không thể cho bạn thức ăn mang đi trước những người này ngày mai hãy quay lại chỗ của tôi để lấy đồ ăn mang đi ngày hôm sau cô ấy gọi cho tôi tôi đã nói rằng tôi sẽ đến nhưng tôi rất nặng nề vì có điều gì đó đang ngăn cản tôi người phụ nữ đã khăng khăng tôi choáng váng trước sự quyết tâm của cô ấy đưa đồ ăn cho tôi vài ngày sau đó cô ấy nói với tôi bạn phải đến đây để lấy thức ăn của bạn tôi nói đã ba tuần rồi tại sao bạn lại giữ thức ăn đó và khăng khăng như vậy cô ấy nói tôi giữ thức ăn đó cho bạn vì người phụ nữ khăng khăng đòi tôi lấy thịt dê đó nên tôi đã nói với chồng mình chị này rất yêu chúng ta sau khi ăn món thịt này trong suốt cả tuần vào chủ nhật tôi nghe mục sư nói bạn không cần phải có thẩm quyền đối với thức ăn bạn chỉ cần làm một lời cầu nguyện tạ ơn giống như chúa tôi không biết mục sư của chúng ta có phải là một phù thủy hay không tất cả những gì tôi nhớ là tôi đã nhìn thấy anh ấy trong một giấc mơ chúng tôi tập hợp trong nhà thờ để cầu nguyện tôi nghe chúa nói với tôi con gái tôi hãy nhìn những gì đang xảy ra trong nhà thờ khi tôi nhìn tôi thấy rằng khuôn mặt của mục sư chuyển sang khuôn mặt của một ông già và anh ta có hai con mắt trên trán tôi không biết điều đó có nghĩa là gì mỗi khi tôi mở mắt ra anh ấy có một khuôn mặt bình thường nhưng bất cứ khi nào tôi nhắm mắt lại anh ấy lại có khuôn mặt của một ông già với đôi mắt trên trán tôi trở nên nghi ngờ vì mục sư liên tục nói chúng ta không cần phải có thẩm quyền về thức ăn chúng ta chỉ cần làm lời cầu nguyện tạ ơn tôi không ổn với lời của mục sư này và tôi nói với một người anh ở bên cạnh mình tôi không đồng ý với ông ấy vì chúa đã nói với tôi điều ngược lại Chúa bảo tôi phải công bố trong huyết Chúa Di Sức tiêu diệt sức mạnh của kẻ thù trên thực phẩm bất cứ khi nào chúng tôi sắp ăn. Khi lời cầu nguyện kết thúc, chúng tôi trở về nhà. Tôi lấy thịt dê và làm nóng trong lò vi sóng. Ngay khi tôi bắt đầu cầu nguyện cho nó, tôi thấy rằng tôi không thể kết thúc lời cầu nguyện. Tôi đã phá hủy ảnh hưởng của kẻ thù và tôi cầu khẩn huyết của Chúa Giêsu nhưng tôi không thể ngừng cầu nguyện. Bạn yêu dấu, mặc dù chúng ta đang đi nhà thờ, chúng ta phải xây dựng đời sống cầu nguyện tại nhà để có thể nghe tiếng chúa nhiều mục sư và tiên tri giả đang lừa dối con cái đức chúa trời vào thời kỳ cuối cùng vì tôi đã nghe lời chỉ dạy của chúa trong tay mình nên tôi đã tiêu diệt sức mạnh của bóng tối trên thức ăn ngay khi chúng tôi bắt đầu ăn chồng tôi nói thịt thối rồi tôi nói làm thế nào có thể được tôi không thể tin được nhưng khi tôi thử đồ ăn thì chắc chắn nó đã bị hôi thiu Tuy nhiên, tôi đã ăn miếng đầu tiên và miếng thứ hai và khi tôi chuẩn bị ăn miếng thịt thứ ba, tôi tự hỏi tại sao mình lại ăn thịt thối. Tôi đã ném tất cả thịt vào thùng rác. Một giờ sau, tôi bị co giật trong bụng. Và khi tôi đi vệ sinh thì nó bị tiêu chảy. Cứ sau 5 phút tôi đi vệ sinh và nước chảy ra từ người tôi. Tôi tự hỏi nó là gì? Tôi thực sự đã ngủ cả đêm trong nhà vệ sinh trên chiếc ghế mà tôi mang từ tủ quần áo ra. Đến 4 giờ đêm, tôi nói nếu cứ tiếp tục tiêu chảy như thế này thì tôi sẽ phải đi bệnh viện. Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này. Đến 5 giờ sáng thì hết tiêu chảy. Sau đó tôi đi tắm rửa. Khi tôi chuẩn bị ngủ, tôi nghe chú nói với tôi, con gái của ta, con hiểu tại sao ta bảo con phải có uy quyền đối với thức ăn mà con ăn. Khi con cầu nguyện cho thức ăn, ta đã làm cho thức ăn thối rửa vì lời cầu nguyện của con. Vì vậy, con sẽ không ăn nó. Nhưng con đã không hiểu ý ta. Đó là lý do tại sao con đã ăn nó. Nhưng vì con đã cầu nguyện trước khi ăn, nên ta đã theo thức ăn đó vào trong bụng con và ta đã đổ nước của ta ra để làm sạch toàn bộ cơ thể con. Vì vậy, thực phẩm này sẽ không phá hủy con. Vì nếu con không cầu nguyện, thì thức ăn đó sẽ gây hại cho con tôi bắt đầu tự hỏi tại sao chúa lại nói rằng thức ăn sẽ tiêu diệt tôi nó có nghĩa là gì có phải bạn của tôi đang muốn truyền cho tôi tinh thần phù thủy không các bạn yêu dấu nhiều người không mơ khi ngủ một đứa con của chúa có thể mơ và nhớ giấc mơ của mình nếu bạn không mơ ngay cả sau khi cầu nguyện bạn phải có một vấn đề tôi đã trải qua hai tuần mà không mơ tôi nghĩ điều này là không đúng tôi quyết định dành ba ngày kiên ăn và cầu nguyện tôi ngờ rằng kẻ thù đã đặt một tấm bàn che trên đầu tôi để tôi không nhìn thấy và nghe thấy chúa vào ngày đầu tiên của chiến dịch cầu nguyện tôi thấy mình đang ăn trong giấc mơ chúng ta đều biết rằng ăn trong giấc mơ là không tốt tôi thấy rằng tôi giống như đang ở trong một nhà hàng tạm bợ tôi hỏi người phụ nữ đang phục vụ đồ ăn cô ấy mang đến một đĩa lớn với thịt khổng lồ của một con bò tôi lấy một miếng thịt và tôi ăn khi tôi chuẩn bị lấy phần thịt thứ hai tôi hỏi người phụ nữ xin vui lòng cho tôi biết sự thật đây là thịt gì bà chủ cười và nói được rồi thịt này là thịt người phần bạn đã ăn là phần đùi của con người tôi hỏi bà đã nói những gì ngay lập tức tôi cầm lấy cái đĩa và tôi cầm nó trên tay tôi nói lạy chúa đây là thức ăn họ đang nấu thịt người trong một nhà hàng họ đang bắt người ta ăn thịt người lạy chúa làm sao con cái ngài có thể ăn thịt người và có thể nghe tiếng ngài và thấy các khải tượng nó sẽ không thể thực hiện được chúng ta không thể ăn thịt người và không thể nghe tiếng nói của ngài nhìn thấy tầm nhìn và giấc mơ lạy chúa làm sao ngài có thể ban ước mơ mặc khải và khải tượng cho dân ngài nếu họ đang ăn thịt người chúa nói điều này giải thích tại sao mọi người đang ngủ và không thể có những giấc mơ tầm nhìn và sự mặc khải đây là lý do tại sao mọi người không thể nghe thấy tiếng nói của ta và nói chuyện với ta chúa đã cảnh báo rằng những người ăn thịt người sẽ không có sức khỏe tốt họ sẽ bị ốm và họ sẽ không thể cầu nguyện làm sao con người có thể ăn thịt người đây là lý do tại sao sự hiện diện của chúa ở xa chúng ta bạn yêu dấu khi tôi tỉnh dậy tôi đã hoảng loạn và tôi đã hoảng hốt tôi nói tôi là một phụ nữ cầu nguyện tại sao tôi lại nằm mơ thấy mình đang ăn thịt người đã ăn trong giấc mơ là xấu sẽ tốt hơn nếu bạn nằm mơ thấy mình đang ăn nhưng lại không biết mình đang ăn gì tôi đã mơ thấy mình đang ăn thịt người ngay lập tức chúa nói với tôi con gái của ta ta là người đã cho con giấc mơ này bởi vì con đã ăn thịt người trong thể chất rồi tôi nói lạy chúa con có ăn thịt người không tất nhiên chúa nói ban ngày con đã ăn phần của con người đó là lý do tại sao ta đã cho con thấy điều đó trong giấc mơ tôi nói lạy chúa không ai mời tôi dùng bữa ở vị trí của ông ấy chúa nói con gái của ta con đã mua thịt người trong siêu thị và con đã nấu chín nhưng con đã không cầu nguyện trước khi ăn nó kết quả là thịt người này đã ảnh hưởng đến tai tâm linh và mắt tâm linh của con thịt đó đã tiêu diệt con đó là lý do tại sao con đã dành hai tuần mà không nhận được tin tức từ nơi ta bạn đã thất bại trong việc mơ những giấc mơ và những viễn cảnh khi các con ta mua thịt trong siêu thị khi chúng không cầu nguyện trong trường hợp thịt đó là thịt người ta sẽ không nói chuyện với chúng đó là lý do tại sao ta không thể cho con tầm nhìn và ước mơ trong hai tuần qua con đã bị vấy bẩn và trở nên không tinh khiết bởi thịt người mà con đã ăn. Chúa nói, Adeline, hãy bảo con cái ta cầu nguyện và thi hành uy quyền trong danh Chúa Di Sớt trên những gì chúng ăn, cho dù đó là rau, trái cây, cá, nước và nước trái cây. Họ phải cầu nguyện và họ phải đảm bảo phá hủy sức mạnh bóng tối trong thực phẩm họ ăn để không ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Nhiều thực phẩm bạn ăn trên trái đất không tốt. Nếu hôm nay ta phải đưa con đi siêu thị để cho con xem bản chất của thực phẩm mà con ăn, con gái của ta, con sẽ hét lên kinh hoàng. Hãy bảo các con của ta cầu nguyện cho thức ăn trước khi ăn. Nếu con cầu nguyện cho món thịt con mua trong siêu thị thì đời sống tinh thần của con sẽ không bị ảnh hưởng. Hỡi các con của ta, hãy cầu nguyện trước khi ăn. Phần lớn thức ăn của con không tốt. Con gái của ta, cho dù con đã bị vấy bẩn và không tinh khiết vì thức ăn con đã ăn con phải trải qua sự thanh lọc đầu tiên con phải thú nhận thịt người mà con đã ăn điều đó đã làm cho con không trong sạch đây là nguyên nhân khiến món quà tinh thần của dân tộc ta bị chặn lại và nằm im họ cầu nguyện và cầu nguyện nhưng họ cảm thấy như tôi đang ở xa họ điều này là do thức ăn kinh nghiệm thứ hai là ở một nhà thờ khác một ngày nọ chúng tôi đã làm một bữa tiệc thịt nướng sau đó một phụ nữ mang thịt dê của chính mình từ nhà đến và cô ấy bắt đầu phân phát chúng cho mọi người cô ấy khăng khăng yêu cầu chúng tôi lấy thịt khi tôi nếm thử tôi nói với người phụ nữ món này không giống thịt dê tôi biết mùi vị của thịt dê cô ấy nói với tôi đó là do tôi đã sử dụng gia vị vào ngày hôm đó khi chúng tôi chuẩn bị ăn thịt này ở nhà với chồng tôi, chúng tôi đã cầu nguyện và phá hủy ảnh hưởng của ma quỷ đối với thức ăn. Và khi chúng tôi cố gắng ăn thịt nó trở nên mặn hơn cá muối. Và chúng tôi không thể ăn nó. Tôi nói với chồng, hôm qua tôi đã nếm món thịt này và nó không mặn. Chuyện gì đã xảy ra thế? Cuối cùng tôi ném thịt vào thùng rác. Khi tôi đến nhà thờ, tôi thấy người phụ nữ đã cho tôi miếng thịt cô ấy theo sau tôi và nói adeline tôi có thịt cho cô chỉ về nhà lấy thịt thôi tôi nói bạn đã cho tôi thịt cô ấy nói tôi thực sự đã cho bạn thịt bạn có chắc không tôi nói tất nhiên là bạn đã cho tôi thịt dê cô ấy hỏi tôi bạn đã thực sự ăn nó tôi nói tất nhiên là tôi đã ăn nó tôi sững sờ khi thấy cô ấy đang vô cùng kinh ngạc tôi nghe chúa nói bạn đã làm điều đúng khi ném thịt này vào thùng rác bạn thân yêu của tôi bạn phải cầu nguyện cho thức ăn và khi bạn cầu nguyện nếu bạn thấy mùi vị của thức ăn trở nên khác lạ đừng ăn nó